Hãy like, share và đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất. Xin chào tất cả mọi người. Ở trong cái video tiếp theo này, tôi sẽ giới thiệu mọi người về động cơ servo. Ở đây các bạn nhìn thấy đây là động cơ servo. Động cơ servo của chúng ta một bộ sẽ gồm có động cơ, bộ phận bằng nhựa để giúp chúng ta gắn động cơ servo và robot và một số các cái chi tiết và vài con ốc để chúng ta gắn vào. Thì cái động cơ servo của chúng ta đã được kết nối sẵn với lại một cái đầu kết nối đây rồi. Đầu này là RJ11 thì phải. Và có 3 dây. Chúng ta để ý kỹ là có 3 dây kết nối. Rồi cái phần này tôi cũng không am hiểu lắm, nhưng theo tôi phỏng đoán sẽ có 2 dây để truyền điện và 1 dây truyền tín hiệu điều khiển. Chắc là cái dây vàng này là dây truyền tín hiệu điều khiển. Ok. Để mà kết nối với lại robot thì chúng ta phải kết nối với lại cái phần nhựa này trước. Cứ xoay xem thế nào là vừa. Chiều này thì phải. Ok. Ok, rất chắc chắn. Ở đây tôi làm ví dụ thôi, chứ đúng ra là ở trong đây có hai con, có con vít. Có con vít là chúng ta sẽ phải bắt vào hai cái vị trí ở đây và hai vị trí ở đây. Ok, tuy nhiên là tôi thấy nó khá là chắc chắn. Rồi, tiếp theo là phần kết nối với lại robot. Thì robot của chúng ta đây. Thì theo như tôi tìm hiểu thì cái động cơ servo này chúng ta sẽ kết nối vào cổng số 1, số 2 hoặc là số 5 và số 6. Thì chúng ta kết nối với cái động cơ servo này thì chúng ta có thể điều khiển bằng hai cách. Cách thứ nhất là kết nối điện thoại với lại robot và chúng ta điều khiển động cơ servo ở trên điện thoại. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn kết nối điện thoại và điều khiển động cơ servo với lại robot. Ok, đầu tiên chúng ta truy cập vào chương trình. Nó đòi cái gì đây? Bỏ qua, không đăng nhập gì cả. Cái này nó yêu cầu thì đồng ý. Cấp phép để bật Bluetooth, đồng ý luôn. Ok. Rồi chúng ta vào góc vui chơi. Vào phần đầu tiên. Ok. Đây là giao diện của phần mềm trên điện thoại. Tiếp theo, để các bạn kết nối được với robot thì đầu tiên trên cái robot các bạn chúng ta để ý là mỗi một con robot của chúng ta đều có một cái mã ở đây 1242. Ok, các bạn còn phải nhớ là chúng ta phải bật cái Bluetooth này sang chế độ mở. Ở đây chúng ta đã có on off. Chúng ta bật sang chế độ mở. Ok. 1242. Ok. Bây giờ tôi kết nối chúng ta vào phần kết nối.
Chúng ta vào phần đầu tiên là kết nối với lại robot, thì chúng ta thấy là ở đây có hiện là 1242 đây rồi. Ok, chúng ta kết nối. Ok, như vậy là đã kết nối được robot với lại điện thoại. À, xin phép các bạn là tôi quay ngược con robot lên, không điều khiển nó chạy đi mất. Xin phép các bạn là tôi quay ngược con robot lên nha. Ok, bây giờ tôi điều khiển thử các bạn xem. Hơi vướng nhỉ. Ok, chúng ta nhìn cái bánh thôi. Và sau đây tôi sẽ điều khiển thử cho các bạn xem. Các bạn nhìn đây là, rồi chúng ta nhìn thấy cái bánh xe quay đúng không ạ? Đây là tiến, đây là lùi, đây là rẽ trái, rẽ phải. Ok, cái này thì chúng ta đã quen thuộc rồi. Tuy nhiên có phần điều khiển động cơ servo ở trên điện thoại. Tôi sẽ lắp thêm cái chi tiết này vào để chúng ta dễ quan sát hơn là cái động cơ servo nó sẽ quay. Tôi lắp cái này đi. Các bạn lưu ý là ở đây có một con ốc nhỏ nhỏ đây, nhỏ xíu đây, là để khi chúng ta lắp cái chi tiết này vào. Chúng ta lắp cái chi tiết này vào đây. Lắp chi tiết này vào đây. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta cái con ốc nhỏ đó chúng ta sẽ vặn vào đây để cho nó chắc chắn. Ok, tôi sẽ cắm cái này vào cổng thứ 5. Ok, tôi sẽ vặn tạm một con ốc vào đây để cho các bạn dễ quan sát. Rồi, ok, tôi vặn tạm thôi. Rồi các bạn nhìn là tôi điều khiển robot động cơ servo. Thì các bạn lưu ý là trên cái động cơ servo, trên cái phần mềm, trên ứng dụng trên điện thoại, chúng ta có cái phần điều khiển động cơ servo đây. Rồi, ok, sau khi kích vào thì cái chúng ta điều khiển động cơ servo sẽ bằng cái thanh tốc độ này. Các bạn nhìn động cơ servo nó quay đúng không ạ? Đó. Chúng ta đây là khi mà chúng đây là cái thanh mà điều chỉnh tốc độ khi chúng ta điều chỉnh tốc độ của động cơ. Nhưng khi chúng ta ấn chuyển sang chế độ điều khiển động cơ servo ở đây thì cái thanh tốc độ này nó sẽ thành điều khiển động cơ servo. Đó, các bạn nhìn động cơ servo quay. Khi chúng ta tắt chế độ này đi, chúng ta điều khiển bánh xe bình thường. Đó, chuyển sang chế độ điều khiển động cơ servo. Đó, ok, như vậy là đây là chế độ điều khiển động cơ servo trên điện thoại. Ở đây điện thoại của tôi là sử dụng điện thoại Samsung với hệ điều hành Android. Sau đây tôi sẽ kết nối một cái chiếc điện thoại iPhone, bởi vì cái giao diện của điện thoại iPhone và điện thoại mà sử dụng hệ điều hành iOS và điện thoại Android nó sẽ khác nhau.
Quên mất, tôi nhập mật khẩu tôi phải cho ra ngoài. Tí nữa chỉ để trước webcam mà nhập mật khẩu. Ok. Ở đây là trên tay tôi là chiếc điện thoại sử dụng hệ điều hành iOS. Chúng ta vẫn truy cập vào ứng dụng như bình thường. Sau đó chúng ta kết nối, chúng ta vào phần Bluetooth ở đây. Kết nối với lại robot như bình thường. Đây con robot của chúng ta là 1242 đây. Vẫn là con robot lúc nãy. Ok. Và chúng ta tôi để hơi lui ở đây một chút cho các bạn nhìn thấy chúng ta di chuyển con robot. Đó, di chuyển con robot. Đây là điều chỉnh tốc độ. Đó, điều chỉnh tốc độ. Ok, thế bây giờ chúng ta điều chỉnh động cơ servo bằng cách là chúng ta chọn cái biểu tượng này. Ok, vậy là đã chuyển sang chế độ điều khiển động cơ servo. Các bạn nhìn động cơ servo. Đó, các bạn nhìn động cơ, thế tôi quay động cơ servo. Đó, khi chúng ta tắt chế độ điều khiển động cơ servo thì lại chuyển sang chế độ điều khiển robot bình thường. Làm lại, chuyển sang chế độ điều khiển động cơ servo. Đó, ok. Đó là cách điều khiển động cơ servo ở trên điện thoại di động. Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn các bạn điều khiển động cơ servo bằng cách chúng ta lập trình. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn tất cả mọi người điều khiển động cơ servo bằng cách chúng ta sử dụng các cái chương trình lập trình để điều khiển. Đầu tiên để điều khiển động cơ servo cũng như các cái chương trình khác, chúng ta phải có cái tên chương trình ở đây. Để điều khiển được động cơ servo, chúng ta sử dụng câu lệnh số 14. Câu lệnh số 14. Cổng để điều khiển mặc định ở đây chúng ta có cổng 5 và cổng 6. Ở đây như lúc nãy là tôi đã cắm cổng 5 rồi. Ok. Ở đây là góc quay. Thì cái đặc điểm của động cơ servo là nó quay, đối với cái động cơ servo này chúng ta đang sử dụng đây thì nó quay được 180 độ. Từ 0 cho đến 180. Có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng từ 0 đến 180 ở chỗ này. Thì cái nghĩa của cái từ servo này hình như tôi đã xem hay đọc ở đâu đó, nghĩa của nó theo tiếng Hy Lạp là nô lệ, làm việc cứ làm không đòi hỏi quyền lợi gì cả. Chúng ta muốn điều khiển được cái động cơ servo này thì chúng ta, ví dụ tôi muốn điều khiển quay một góc 90 độ. Quay một góc 90 độ thì các bạn lưu ý là chúng ta phải có một cái vị trí bắt đầu. Ví dụ chúng ta bắt đầu từ 0 độ. Chúng ta quay đến 90 độ. Ok. Như thế này. Thực ra là nó quay được, để quay được từ 0 cho đến 90 độ nó phải có một khoảng thời gian ở đây. Chúng ta cho thời gian vào cũng được, không thì cứ để như thế này nó cũng không sao.
Nhưng khi chúng ta chạy chương trình, đang làm chương trình có khi nó quay xoẹt một cái chỉ thẳng phải 90 luôn, và chúng ta không kịp nhìn. Thì chỗ này các bạn lưu ý, khi mà chạy thử chương trình tôi hay làm như thế này. Đầu tiên là tôi cho 1 giây ở đây, có nghĩa là khi chúng ta chuyển sang chế độ lập trình trên máy tính, có nghĩa là chế độ đèn màu trắng, ấn xong thì 1 giây sau nó mới thực hiện. Chứ nhiều bạn là chúng ta không có cái dòng này, chúng ta để thẳng vào đây rồi cái chương trình rất dài ở dưới này, là sau khi chạy chúng ta ấn trắng một cái là chuyển sang chế độ đèn trắng, cái nó thực hiện luôn. Chúng ta mê mẩn buông con robot ra rồi thế nọ thế kia, nó sẽ làm chúng ta vội vàng không kịp quan sát cái hiện tượng của robot. Thứ nhất là theo tôi chúng ta lên đài như thế này để 1-2 giây gì đấy tùy, ok, và nên để cho nó là ở chế độ 1 giây, nó đang ở góc 0 độ 1 giây, sau đó nó quay sang góc 90. Ok, chúng ta làm thử chương trình. Rồi, làm chương trình. Chúng ta đợi một chút. Thì đối với cái động cơ servo này cũng tương đối là đơn giản, không có cái gì gọi là khó khăn ở đây cả. Chúng ta tùy mục đích sử dụng, thì động cơ servo là một trong những cái động cơ mà trong lĩnh vực tự động hóa được sử dụng rất nhiều. Ứng dụng của động cơ servo là rất nhiều, tùy vào cái mục đích sử dụng của chúng ta để chúng ta khai thác cái tính năng của động cơ cho nó phù hợp. Có rất nhiều loại động cơ servo khác nhau. Ở đây trong bộ dụng cụ học tập, trong bộ dụng cụ học tập của chúng ta thì sử dụng cái loại động cơ này. Ok, như vậy là xong. Bây giờ chúng ta chạy thử. Chuyển sang chế độ đèn màu trắng. Màu vàng, màu trắng. Ok, vậy là các bạn thấy là nó chuyển từ góc 0 ra góc 90 độ. Đó là các cái câu lệnh cơ bản để điều khiển động cơ servo.